Hòa Minh bất ngờ công khai tin nhắn chia tay, lý do khiến ai cũng bất ngờ, bài đăng của Hòa Minh Di nhận được sự chú ý từ cư dân mạng, mới đây, Hòa Minh đã khiến nhiều người xôn xao khi chia sẻ nội dung mới trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải ảnh chụp màn hình với nội dung là đoạn tin nhắn chia tay của một người con trai, thế nhưng đây thực ra chỉ là một trào lưu đang hot trên mạng xã hội. Theo đó, sau khi đoạn tin nhắn này xuất hiện thì sẽ là những hình ảnh của Hòa Minh được giật giật trên nền nhạc remix cực kỳ sôi động vốn là nữ ca sĩ rất chịu khó cập nhật các xu hướng đang hot trên mạng xã hội, thế nên không quá khó hiểu khi Hòa Minh Di đăng tải đoạn clip này. Năm 2023, Hòa Minh là gương mặt hoạt động khá chăm chỉ và năng suất của Vpop khi đã phát hành hai sản phẩm âm nhạc là Bật Tình Yêu Lên và Thị Màu. Đặc biệt, hai ca khúc này sau khi ra mắt đều đạt được những thành công vô cùng ấn tượng. Trong một đêm nhạc ở Đà Lạt gần đây, Hòa Minh Di đã có chia sẻ về việc mình sẽ nghỉ hát trong vòng 1 đến 2 năm tới vì tình trạng cổ họng gặp vấn đề. Nữ ca sĩ trải lòng, nếu hát một mình mà không có người cản thì em không thể dừng lại cho nên sau mỗi đêm thì cổ họng lại bị tổn thương thêm. Nên đây sẽ là một trong những mini show cuối cùng của năm nay cũng như 2024 nên quý vị sẽ là những vị khách cuối cùng trong mini show của Hòa Minh trong 1 đến 2 năm tới.